Thay vì chúng ta đầu tư bất động sản, nhà sổ đỏ, dự án thì chúng ta có thể mua cổ phiếu Vinhome, cũng là một trong những doanh nghiệp chuyên về đầu tư bất động sản, đúng không ạ? Hoặc chúng ta cũng có thể mua trái phiếu Vinhome, chúng ta cho Vinhome vay, đúng không ạ? Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với chuỗi các bài học về đầu tư chứng chỉ quỹ cơ bản. Đây là một trong những cái bài học mà tôi chia sẻ miễn phí tới tất cả các anh chị và các bạn. Thì trong cái nội dung cái video này thì tôi muốn chia sẻ với anh chị và các bạn cái tư duy cần phải có khi mà chúng ta tham gia đầu tư chứng chỉ quỹ. Thế thì sẽ có những cái tư duy như thế nào? Thứ nhất là đầu tư chứng chỉ quỹ là kênh tích lũy tài sản. Anh chị phải hiểu rõ đây là kênh tích lũy tài sản. Thứ hai là gì? Đây là một kênh để mà giảm thiểu rủi ro trong cái quá trình đầu tư tiền của anh chị. Thứ ba là gì? Đây là một kênh đầu tư dài hạn, tức là phải từ 3 năm đến 5 năm. Và thứ tư là gì? Kênh đầu tư quỹ là một kênh mà giúp chúng ta có một cuộc sống nó vui vẻ hơn, bởi vì chúng ta an tâm trong cái việc đầu tư ạ. Và sau đây thì tôi sẽ đi vào chi tiết từng cái nội dung tư duy để cho các anh chị và các bạn hiểu rõ hơn. Tôi sẽ so sánh cho các anh chị về một cái tài sản tích lũy truyền thống và một cái tài sản tích lũy tài chính hiện đại. Thế thì ở những cái tài sản tích lũy truyền thống thì chúng ta có vàng, đúng không? Chúng ta có sổ tiết kiệm và chúng ta có sổ đỏ. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta đang bị giới hạn. Thứ nhất là bởi số vốn, thứ hai nữa là bởi về lợi nhuận, và thứ ba là bởi sự linh hoạt trong thực hiện đầu tư. Thế thì những cái tài sản tích lũy tài chính mà hiện đại là cổ phiếu, trái phiếu, là chứng chỉ quỹ. Đây là một trong những cái tài sản mà tạo cho bạn có một cái tư duy mới khi thực hiện đầu tư. Nó phá vỡ về cái sự linh hoạt, nó phá vỡ về cái quy mô, và nó tạo cho các bạn một cái lợi nhuận mà nó cũng có thể tốt hơn so với những cái tài sản truyền thống của các bạn. Ví dụ như chúng ta, thay vì chúng ta đầu tư bất động sản, nhà sổ đỏ, dự án thì chúng ta có thể mua cổ phiếu Vinhome, cũng là một trong những doanh nghiệp chuyên về đầu tư bất động sản, đúng không ạ? Hoặc chúng ta cũng có thể mua trái phiếu Vinhome, chúng ta cho Vinhome vay, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể mua chứng chỉ quỹ mà trong đó có rất nhiều cổ phiếu của Vin, Vinhome, vân vân, đúng không ạ? Thì đấy là hai cái tư duy khác nhau khi mà anh chị và các bạn thực hiện tích lũy tài sản đó. Thứ hai nữa là ở đầu tư quỹ thì phải thực hiện đầu tư dài hạn, tức là ở đây là gì? Chúng ta phải có chiến lược đầu tư rất là dài hạn, từ 3 năm đến 5 năm. Và nếu mà chúng ta đầu tư trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ chịu một cái rủi ro rất là lớn, đó chính là cái phí mà chúng ta phải trả cho công ty quản lý quỹ, thường là 1% đến 2%, nên là lợi nhuận sẽ không được cao đâu. Về đầu tư quỹ thì sẽ giảm thiểu những cái rủi ro, đúng không ạ? Cụ thể như sau. Quỹ thì họ phân bổ vào nhiều các ngành nghề khác nhau, đây các anh chị có thể thấy này. Đây là cái quỹ TCF nhé, họ được phân bổ vào bất động sản 15%, du lịch và giải trí là 6%, ngân hàng là 34% và thực phẩm và đồ uống là 19%, đúng không ạ? Và quỹ người ta phân bổ với một tỷ trọng nhất định để đảm bảo những cái hạn chế rủi ro như vậy. Và chiến lược đầu tư của quỹ thì rất là rõ ràng và minh bạch, đúng không ạ? Và mình sẽ ví dụ cho các anh chị và các bạn xem một cái quỹ gọi là quỹ VN30 thì họ tập trung vào những cái cổ phiếu trong cái rổ VN30 đi ạ. Ví dụ như Vinamilk, ví dụ như MBB, ví dụ như CTG, vân vân, đúng không ạ? Và có một cái tư duy quan trọng cuối cùng, đó chính là đầu tư thì chúng ta cũng phải rất là vui vẻ, đúng không ạ? Nếu mà khi mình đầu tư mà mình không vui thì mình cũng không nên đầu tư làm gì, đúng không ạ? Vì mọi hoạt động trong cuộc sống của mình thì đều phục vụ cho chính bản thân mình thôi. Tức là mình luôn làm cho mọi thứ để mà mình được thoải mái và vui vẻ. Vì thế mà cái việc cách chọn cái việc kiếm tiền khi mà mình đầu tư thì rõ ràng là mình phải luôn vui với nó, thì mình hãy đầu tư vào kênh đầu tư đó, đúng không các bạn?